bạn. Hôm nay Lị sẽ làm một clip để nói về dòng xe Sachi. Thì thông báo cho các bạn một tin rất khá là buồn nha, đó là mẫu xe Sachi hiện tại giờ đã không còn về hàng nhập khẩu nha, tư nhân á, tức là đã không còn về hàng nữa rồi. Nó đã gần, theo thông tin liệu được biết được, hình như nó đã ngưng sản xuất và không còn sản xuất, không còn về Việt Nam nữa. Thì các bạn đừng có lo nha. Thì đối với lại mẫu xe Sachi thì hiện tại nó vẫn còn được chống cháy đối với lại dòng xe Sachi chính hãng. Thì chính hãng khi mà tích hợp xi nhan trước sau vô thì nó cũng y chang tư nhân luôn. Thì hơi khó cho những bạn nào đam mê Sonic thôi, tại vì Sonic nó cũng giống như Sachi tư nhân, đã ngưng sản xuất và hết hàng luôn rồi. Thì hiện tại cửa hàng chỉ có bán những cái mẫu xe mà bên Liễu còn nhập tồn lại thôi. Còn tồn chiếc nào thì bán chiếc đó thôi, chứ không có, tức là không còn hàng về nữa. Thì đối với lại Sachi thì hiện tại bên Liễu sẽ có hai phiên bản luôn. Hiện tại giờ đối với Sachi tư nhân vẫn còn tồn bản tư nhân, nhưng mà không có số lượng, không có nhiều nha. Và sắp tới có thể dán nó lên nữa. Vậy nên là đối với những bạn nào mà đang có ý định mua mẫu xe Sachi thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ với Trúc Liễu để biết được giá cả của em nó ở thời điểm hiện tại như thế nào ha. Thì đối với lại mẫu xe Sachi chính hãng thì hiện tại em nó đang dao động tầm khoảng từ 43 triệu trở lên thôi. Giá này chưa bao gồm phí đại biển số giấy tờ gì hết. Còn về những màu sơn 3D thì hãy cùng Trúc Liễu trải nghiệm nha. Đầu tiên là hai em màu tím xám. Thì màu tím xám và em bên cạnh luôn là màu titan. Đây là hai tông màu mà được gọi là rất là nhiều khách hàng ưa chuộng luôn. Rất là nhiều khách hàng cảm thấy thích, không chỉ ở những dòng xe Hyperbon này, đối với những dòng xe tay ga nữa. Và đặc biệt hơn đó là dòng xe SH và Vision. Đó là một trong những màu xe mà gọi là khách hàng chuộng nhất ở thời điểm hiện tại. Khách hàng hay gọi vui miệng đó là mẫu xe sơn 3D đó, cái màu 3D đó các bạn. Nhưng thực tế ra thì tất cả các màu sơn tại cửa hàng của Trúc Liễu đều là màu sơn 3D hết. Nhưng còn đây là một những phiên bản hiệu ứng pha màu khá là độc đáo ở cửa hàng của Trúc Liễu ở thời điểm hiện tại ha. Thì những cái màu sơn 3D này bên Liễu đều có hỗ trợ là sơn màu theo yêu cầu nè, và có bảo hành về nước sơn cho mình luôn ha. Bên cạnh trong này nữa thì có thêm một số tông màu như là trắng tem cam này, hay là màu đỏ candy, màu tím đậm, hay là rất là nhiều màu khác như là màu xanh ngọc, xanh lá, xanh xi măng, rất là nhiều màu khác nhau, màu vàng nữa. Thì đối với những bạn nào mà đang có thiện chí mua những mẫu xe này thì hãy nhanh tay liên hệ với Trúc Liễu trước, để Trúc Liễu sẽ gửi những cái phiên bản màu này cho các bạn với số điện thoại là 0383 835 066 nha. Đối với những mẫu xe Sachi này, mình mua trả góp chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 7 triệu trở lên thôi là mình đã có thể nhận ngay xe luôn rồi. Mua lãi cà vẹt gốc đưa trước tầm khoảng 30% giá trị xe, mình sẽ được hưởng ngay gói cà vẹt gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống. Đừng quên liên hệ trước với Trúc Liễu sẽ được giảm ngay cho các bạn từ 1 tới 2 triệu ha. Hơn nữa cửa hàng đang có chương trình là thu xe cũ đổi lấy xe mới, ship xe về tận nhà với điều kiện là mình mua tiền mặt, và có rất là nhiều phần quà ưu đãi tại cửa hàng cho mình luôn nhé. Cảm ơn các bạn.